Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2023, giá gạo giảm nhẹ. Giá gạo tại đồng bằng sông Cửu Long hôm nay giảm nhẹ so với tuần trước. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay cũng vẫn đang chững lại. Hiện gạo 5% tấm và 25% tấm lần lượt là 448 đô và 428 đô. Ông Trần Minh Kiệt, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn đang tập trung thực hiện các hợp đồng phải giao và ký kết thêm các hợp đồng mới, chủ yếu là gạo thơm và đi các thị trường thường xuyên là Philippines, Ghana, Cameroon, bờ biển Nga, Hàn Quốc. Dự kiến năm 2023, sản lượng gạo xuất khẩu của Cần Thơ sẽ đạt 814.000 tấn ha bà con, kim ngạch trên là 384 triệu đô. Trong đó, gạo thơm chiếm sản lượng lớn. Trong năm 2023, các chuyên gia dự báo xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi bởi giá gạo trong ngắn hạn vẫn duy trì ở mức tốt do bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu khiến cho nhu cầu dự trữ lương thực đảm bảo an ninh lương thực của các nước tăng lên. Theo FAO, tỷ lệ các quốc gia và khu vực không đảm bảo an ninh lương thực đã chiếm tới 30,4% dân số thế giới. Vì vậy, gần 30 quốc gia đã thực hiện siết chặt, hạn chế hoặc tạm dừng xuất khẩu lương thực nhằm bảo đảm nguồn cung nội địa. Giá tham khảo hôm nay tại SADEC: gạo 504, gạo lứt 9.000 đến 9.001, gạo trắng đã tách màu 10.001 đến 10.002. 380, gạo lứt 9.000 đến 9.001, gạo trắng 10.300. 5451, gạo lứt 9.003 đến 9.004, gạo trắng 11.000 đến 11.002. OM18 Đài Thơm 8, gạo lứt 9.500 đến 9.650, gạo trắng 11.600 đến 11.700. Sóc Miên, gạo lứt 9.700 đến 9.800, gạo trắng 10.700 đến 10.800. Tại khu vực Cái Bè, 504, gạo lứt 9.200 đến 9.350, gạo trắng là 10.200 đến 10.400. 5451, gạo lứt là 9.500 đến 9.750 đồng, gạo trắng là 11.300 đến 11.600. OM18 Đài Thơm 8, gạo lứt 9.700 đến 9.800, gạo trắng 11.800 đến 12.000. Sóc, gạo lứt 9.800 đến 10.000, gạo trắng là 11 đến 11.400. Tại khu vực Lấp Giò, gạo lứt các loại 504 9.000 đến 9.001, 5451 9.250 đồng đến 9.400, Đài Thơm 8 OM18 9.500 đến 9.600, Sóc 9.700 đến 9.800. Tại Cần Thơ, gạo lứt các loại 504 là 9.000 đến 9.002, 5451 là 9.400 đến 9.500, Đài Thơm 8 OM18 9.550 đến 9.650 đồng. Giá phụ phẩm: cám khô 8.000 đến 8.100, giá tấm 9.000 đến 9.100, trấu là 1.200 đến 1.500. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng ẩm độ nữa nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm. Xin kính chào.